Xin chào mọi người, mình là Mimi. Ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến mọi người một gia đình trốn 35 năm dưới hầm trú ẩn vì tưởng trái đất diệt vong và khi ra ngoài thì biến thành tỷ phú. Bộ phim Người đến từ quá khứ. Chuyện kể rằng trong thời kỳ chiến tranh lạnh xa xôi, tất cả mọi người đều rất lo sợ chiến tranh hạt nhân sẽ bùng phát. Chính vì vậy, ai ai cũng đều xây dựng hầm trú ẩn kiên cố dưới mặt đất. Người chú nam chính của chúng ta là người tin rằng cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ diễn ra. Hôm đó, người chú ấy đang tổ chức tiệc tại nhà. Bạn bè thân thiết ai nấy đều chơi rất vui ở nhà chú ấy. Đột nhiên trên TV, Tổng thống thông báo rất có thể sẽ xảy ra chiến tranh hạt nhân, khiến cho Calvin rất sợ. Lúc bạn bè đi về hết, người thím đang mang bầu liền trốn trong chiếc hầm trú mà mình xây lên. Đen đuổi ở chỗ, chiếc máy bay chiến đấu đi ngang qua, đột nhiên gặp vấn đề rơi vỡ ngay tại nhà của Corbin. Không những làm nổ tung căn nhà mà còn khiến thiết bị đo lượng bức xạ trong hầm trú ẩn đo được lượng bức xạ lớn. Sau khi xem dữ liệu bức xạ được hiển thị bởi thiết bị, ông đã xác định rằng thế giới bên ngoài đã bị phá hoại bởi bom nguyên tử. Ông bảo bà thím tóc xoăn rằng bây giờ chỉ cần đóng cửa hầm trú ẩn, đợi 35 năm sau khi bức xạ suy yếu dần, bọn họ lại ra ngoài sinh sống. Do ông tin rằng chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra, vì thế ông đã chuẩn bị đồ dự trữ dưới hầm trú, đồ cho 35 năm. Do đó cuộc sống của họ trôi qua rất tàn tiện. Hơn nữa Corbin đa tài đa nghệ đó còn biết đỡ đẻ. Dưới hầm trú, Corbin đỡ đẻ nhẹ nhàng được một bé trai trắng trẻo, bắt đầu cuộc sống gia đình ba người. Nhưng thực tế bên ngoài không hề xảy ra cuộc chiến tranh hạt nhân nào cả. Chính phủ lúc đó đã cho rằng gia đình của Corbin chết là do rơi vỡ máy bay chiến đấu. Chính vì vậy đã dọn dẹp toàn bộ đống đổ nát ngôi nhà của họ, rồi bán lại mảnh đất này cho một người thanh niên trẻ để mở quán bar. Về phía gia đình Corbin, do bị kẹt trong hầm trú, hai người không còn việc gì khác để làm, vì thế dồn hết công sức dạy con trai của mình. Như thế 30 năm trôi qua, Adam được giáo dục trở thành một chàng trai đẹp trai lịch thiệp. Điều đáng tiếc là hơn 30 tuổi anh vẫn còn độc thân, ngày nào cũng ngồi nhìn bố mẹ mình từ sáng đến tối. Adam chỉ có thể trò chuyện với tay trái tay phải của mình trong đêm dài. Cuối cùng cũng đến ngày kết thúc 35 năm ở đây, chiếc khóa đóng cánh cửa hầm trú cuối cùng cũng được mở ra. Corbin mặc quần áo bảo hộ ra ngoài kiểm tra. Lúc này quán bar do người thanh niên kia mở đã đóng do kinh doanh không tốt. Cả ngày ở trong quán bar, đột nhiên thấy người đàn ông mặc quần áo bảo hộ chui từ dưới lên, dọa anh ta một phát rồi ngất liệm đi, cho rằng mình đã gặp được Chúa. Kevin kia mở cửa bước ra, nhận ra thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Không những cách mọi người ăn mặc khác, lại còn những người đàn ông ăn mặc trang điểm đi giày cao gót như phụ nữ, làm cho Corbin sợ đến mức phải lập tức quay về chỗ hầm trú ẩn. Corbin khi về đã tâm sự với vợ con của mình: con người bên ngoài đã biến thành loài sinh vật dị thường đáng sợ. Chúng ta không được phép ra ngoài, cứ ở trong hầm này tới già là tốt nhất. Mọi người nên tin tôi. Nhưng tình hình hiện tại là gia đình sắp hết lương thực. Người vợ cho rằng phải ra ngoài để mua thức ăn, nếu không gia đình ta sẽ vì đói mà chết. Thấy không ai tin mình, Corbin lên cơn đau tim và ngã ngay ra bàn. Do Corbin ngã bệnh nên người vợ phải ở nhà chăm sóc, giao việc mua thức ăn cho con trai của mình. Ba mẹ đưa tiền mặt và đồ vật đáng giá cho con trai, hy vọng anh ra ngoài có thể tìm gì đó mang về. Adam cũng muốn xem thế giới bên ngoài ra sao, ngồi trên thang máy và không nói gì. Trong quán bar tồi tàn, sự xuất hiện của Adam lại một lần nữa làm cho ông chủ quán bar bị dọa phát khiếp, cho rằng Chúa đã cử người đến quán bar của mình quỳ xuống cầu nguyện. Hơn nữa, lúc đó Adam đã sớm cầm túi đồ mở cửa đi ra. Anh cảm thấy rất thích thú với bầu trời trong xanh bên ngoài, cảm thấy nó đẹp đẽ làm sao. Thấy tò mò, kỳ lạ trước những bà thím da đen mà trước giờ chưa được thấy. Rốt cuộc chưa từng gặp bà thím da đen, nhưng lại rất nhanh, anh đã tới trung tâm thành phố. Sau khi lấy tờ giấy mẹ chuẩn bị cho mình mua đồ, mới phát hiện tiền mẹ đưa không sử dụng được. Do đó, anh quyết định lấy thẻ sưu tầm bóng chày của cha mình, đến cửa hàng xem có đổi được chút tiền để mua đồ hay không. Không ngờ rằng
ông chủ cửa hàng mặt tối sầm lại, nói rằng hộp thẻ bóng chày này đáng giá 500 đô la. Cô gái cửa tiệm nhìn không thích, trực tiếp nói rằng những tấm thẻ này rất có giá trị. Giá trị một tấm thẻ có thể lên đến 6.000 đô. Nghe xong tin này, Adam đương nhiên là không bán tấm thẻ nữa. Ông chủ cửa hàng lập tức sa thải cô vì đã nói ra sự thật. Lúc đó trời đã tối dần. Adam do chưa làm xong việc mẹ giao nên không thể về nhà. Mặt khác lại thấy cô nàng Eve vì mình mà mất việc làm nên cảm thấy có lỗi, liền đưa một tấm thẻ bóng chày ra, mong cô nàng sẽ đưa mình về khách sạn. Đến nơi, anh liền đưa cho cô ấy. Mặc dù Eve rất tốt nhưng không gặp khó khăn về vấn đề tiền bạc nên đã không nhận tấm thẻ. Cô đưa anh tới khách sạn gần đó. Tại khách sạn, Adam tò mò với tất cả mọi thứ nơi đây. Chính vì thế, anh đã làm trò ngốc nghếch như việc nhìn cửa sổ từ trên cao xuống mặt đất khiến anh sợ. Cuối cùng, sau khi ngủ xong, tỉnh dậy, anh tiếp tục đi làm nhiệm vụ mẹ giao cho mình. Kết quả là thấy cô nàng Eve đang đứng đợi mình trước sảnh. Cô nàng vẫn không muốn nhận tấm thẻ từ anh, cho rằng đấy là lợi dụng Adam. Chính vì vậy, đã đem trả lại anh ta. Lúc đó, Adam nghĩ ra ý tưởng nhờ cô bán giúp mình tấm thẻ này. Anh sẽ chia hoa hồng cho cô và cô đã đồng ý giúp. Cùng nhau thay thế tấm thẻ thành tiền, sau đó cùng mua đồ cho Adam. Anh trực tiếp cho tất cả hàng mình mua lên xe tải, được dỡ xuống trong một nhà kho gần hầm trú. Trong quá trình nói chuyện, Eve thấy được sự dễ thương và tốt bụng của Adam. Mà Adam đã lỡ rung động trước cô nàng đáng yêu, luôn tận tâm giúp đỡ mình. Chứng kiến sự phát triển tình cảm của cả hai và câu chuyện tình yêu thấm đẫm nước mắt, Adam liền nói thân phận thật sự của mình cho Eve biết, rằng gia đình anh đã sống 35 năm dưới lòng đất, bây giờ đã mua đủ nguồn lương thực dự trữ, chuẩn bị quay lại cuộc sống dưới lòng đất trước kia. Sau đó hỏi cô có nguyện ý xuống lòng đất sống cùng anh không? Lời nói kỳ lạ của Adam khiến Eve có chút sợ hãi. Cô cho rằng đầu óc Adam có chút vấn đề. Lúc mà Adam đến đón Eve, cô nàng đã gọi cảnh sát đến điều tra lai lịch gia đình anh. Việc Eve không tin anh khiến anh thực sự đau lòng, liền chạy trốn khỏi cảnh sát và lái xe đi. Sau đó, đem tất cả hàng hóa cho xuống hầm trú. Anh được chủ quán bar và những người cả ngày ngồi trong quán bar nghe về đức tin của ông ta giúp anh khuân vác hàng xuống hầm trú. Sau khi về nhà, bố mẹ ôm chặt Adam, khen ngợi sự dũng cảm của anh, đồng thời cũng chào đón ông chủ quán bar. Và Eve cảm thấy có lỗi vì chuyện mình đã làm nên muốn tìm Adam để xin lỗi, nhưng không thấy Adam khi đến khách sạn anh đã từng ở và tìm thấy nhiều cổ phiếu mua cách đây 35 năm trong hầm của Adam. Cổ phiếu ấy bây giờ có giá lên tới hàng nghìn vạn đô la. Nếu cô ấy nhận tấm phiếu này thì đã có thể trở thành triệu phú giàu có. Nhưng cô đã không làm. Ngược lại, cô ấy đi cùng bạn thân nhất của mình, Dragon, đến chỗ lần đầu tiên gặp Adam để tìm. Đúng lúc Adam, người hoàn thành xong hết nhiệm vụ mẹ giao, vô tình chạm trán với Eve. Eve ôm chặt lấy Adam, từ đó sống một cuộc sống hạnh phúc cùng Adam. Và anh xây một căn nhà giống trước đây cho bố mẹ của mình, đưa bố mẹ đến nơi. Và bố mẹ anh biết rằng, hóa ra 35 năm qua không hề xảy ra chiến tranh hạt nhân nào cả. Bộ phim này cho chúng ta biết, muốn gìn giữ giá trị tài sản của mình thì hãy biến tiền thành vật cất trữ, nếu không 90 năm khóc cũng không khóc nổi. Được rồi, hôm nay nói đến đây là đủ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nếu thích, đừng quên ấn theo dõi để chúng ta cùng bàn luận về những bộ phim hấp dẫn. Bye bye! Ta-da! Vậy là bộ phim này đã kết thúc tại đây rồi. Mọi người thấy hay thì có thể để lại một phần comment phía dưới cho tôi biết nha. Mong mọi người sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình trong những video tiếp tới nha.